ba thực phẩm khiến bạn buồn ngủ, trong đó thực phẩm số 3 rất là ngon bổ rẻ. Thứ nhất là quả nho. Trong quả nho chứa rất là nhiều hàm lượng melatonin rất là cao. Đây là một loại hormone giúp chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ, nên chúng ta có thể ăn nho trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, chúng ta cần hạn chế cái số lượng, bởi vì hàm lượng đường trong nho rất là cao. Ta không nên ăn quá 30 quả nho mỗi ngày. Các bạn có thể ăn trước 1 giờ trước khi đi ngủ, giúp chúng ta dễ dàng vào giấc ngủ hơn. Số 2 là quả bơ. Bơ là loại quả có chứa rất là nhiều magie. Đây là thành phần giúp thư giãn cơ bắp của chúng ta, ức chế sản xuất ra adrenaline. Nó là một cái loại hormone giúp cơ thể luôn luôn tỉnh táo và có năng lượng, nên là khi bổ sung bơ ấy, thì sẽ hạn chế tiết ra adrenaline, giúp chúng ta dễ đi vào giấc ngủ hơn. Số 3 là loại quả rất là ngon bổ rẻ, đó là chuối. Chuối chứa rất là nhiều tryptophan. Đây là một cái nguyên liệu để tổng hợp ra melatonin, là một cái hormone giúp chúng ta dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nếu mà những biện pháp kia chưa hiệu quả, bạn có thể xịt một cái liều melatonin để giúp chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.